Tiên mình được xin gửi đến lời cảm ơn Phương Việt đã cho mình cơ hội ngày hôm nay nói lên cái cảm xúc này. Về cảm xúc này, thực sự mà nói thì mình rất chi là hạnh phúc, có một chút tự hào vì đã là một trong những cái thành viên đầu tiên đạt được cái chứng chỉ HCSP01 ở tại Việt Nam. Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến Phương Việt và toàn thể nhân viên HCSP01. Thì mình cũng như HCSA thôi, thì cái điều ấn tượng nhất thì mình vẫn nghĩ là ấn tượng về nhân viên của Phương Việt ở Phương Việt. Còn về mà để điều nhớ nhất của HCSP01 thì đó chính là những giây phút được thực hành và thư giãn, đặc biệt là được thực hành với những trang thiết bị mà con hẽ là không phải ai cũng đã từng được thực hành. Thì cái điều mà mình đặc biệt nhớ nhất ấy, đúng là những giây phút được thực hành trên những trang thiết bị như vậy, và mình hy vọng sẽ có cơ hội để được mang những cái điều mình đã được thực hành, những cái điều mình đã được học từ HCSP01 để phục vụ khách hàng. Về phương pháp thì theo mình nghĩ là mỗi người có một phương pháp khác nhau, nhưng mà theo quan điểm riêng của mình ấy, thì thường thì nếu có SNI hết, có bản tin SNI hết rồi, thì mình quan tâm nhất đó là những cái lời giảng viên dạy, những cái điều mà giảng viên dạy mà không có trong SNI thì mình nghĩ là cái phần thi thử lý thuyết nó chủ yếu nằm ở trong phần đấy, còn thực hành thì các bạn chỉ chú ý đến cái phần trong SNI thì nó sẽ có hướng dẫn thực hành cơ bản và tương đối đầy đủ. Còn cố gắng làm sao để khi mà giảng viên người ta dạy thì tập trung vào những cái phần mà nó có ngoài trong SNI thì đấy sẽ là phần thi lý thuyết. Cảm ơn. Anh rất là vinh dự, rất là vui mừng là một trong những thành viên của lớp học nhận được chứng chỉ của từ Phương Việt và bên hãng Hibison. Anh cảm ơn nhà sản xuất Phương Việt và cảm ơn hãng Hibison đã tổ chức lớp học này để anh em kỹ thuật nắm bắt thêm kỹ thuật mới. Anh cảm thấy là tự tin hơn rất nhiều. Vì trước khi mình đi tư vấn cho khách hàng ấy, khi mình chưa nắm vững kiến thức hoặc là mình chưa hiểu về các cái giải pháp ấy, thì mình cũng không dám tự tin là tư vấn cho khách hàng. Nhưng mà từ khi mình tham dự những khóa học như này thì tự tin hơn và khi tư vấn cho khách hàng mình cảm thấy nó yên tâm hơn. Và anh cũng mong rằng Phương Việt và bên hãng Vision tổ chức thêm nhiều các cái khóa học về các cái giải pháp mới để cho anh em kỹ thuật cập nhật thêm các cái giải pháp mới. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của các học viên. Phương Việt hy vọng rằng với những kiến thức mà các học viên đã được học tập tại khóa đào tạo